Không chỉ xử phạt nguội những trường hợp vi phạm luật giao thông qua hệ thống camera giám sát, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị này cũng sẽ tiếp nhận những hình ảnh vi phạm trật tự an toàn giao thông bị người dân chụp ảnh, ghi hình lại, đăng tải trên mạng Internet. Từ những thông tin này, lực lượng Cảnh sát Giao thông sẽ vào cuộc xử lý các trường hợp có hành vi nguy hiểm. Người dân có những hình ảnh clip ghi lại hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông của các phương tiện có thể gửi về Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội tại địa chỉ số 86 phố Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Theo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội, những hình ảnh clip do người dân cung cấp là những tư liệu có tính chất không chính thống. Vì vậy, sau khi tiếp nhận, những hình ảnh clip sẽ được phân loại, xác minh để làm rõ tính trung thực và khách quan. Tiếp đó, lực lượng Cảnh sát Giao thông sẽ xem xét tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi vi phạm trong các hình ảnh, clip đã được phân loại, xác minh tính trung thực. Hành vi nào có tính chất nguy hiểm, lực lượng Cảnh sát Giao thông sẽ lấy các hình ảnh, clip đó làm căn cứ để xử lý nghiêm.